Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Bốn người con trai thúc trực tại lễ tang Minh Tinh Thẩm Thúy Hằng. Lễ tang Minh Tinh Thẩm Thúy Hằng diễn ra vào sáng 10 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình, Người thân có mặt để tiễn biệt bà. Vào 8 giờ ngày 10 tháng 9, linh cữu của diễn viên Thẩm Thúy Hằng được đưa đến nhà tang lễ Bộ Quốc phòng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bốn người con trai của cố nghệ sĩ đã có mặt tại Việt Nam để lo liệu lễ tang cho mẹ. Anh Nguyễn Thanh Vũ là con trai cả trong gia đình, anh sống tại Melbourne, Australia từ khi còn trẻ. Các con túc trực bên lễ tang của diễn viên Thẩm Thúy Hằng Minh tinh người đẹp Bình Dương chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 83 vì tuổi cao sức yếu. Bà ra đi thanh thản trong vòng tay của các cháu. Những ngày cuối đời, diễn viên ẩn cư, ăn chay và làm từ thiện. Anh Quốc, con trai út của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng, nói với dinh bà mất khi nhiều dự định về việc từ thiện còn dở dang. Người thân lựa chọn hình ảnh của diễn viên Thẩm Thúy Hằng ở thời điểm đỉnh cao của tài năng, nhan sắc để làm di ảnh. Vào giai đoạn 1950 đến 1970, bà được xem là minh tinh của điện ảnh Việt Nam. Tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn được biết tới tại nhiều nước châu Á. Kim Cương có mặt từ sớm để lo liệu lễ tang cho bản thân. Kim Cương và Thẩm Thúy Hằng là hai trong tứ đại mỹ nhân một thời, hai người còn lại là Kiều Trinh và Thanh Nga. Kỳ nữ Kim Cương cho biết hiện tại, sức khỏe của bà vẫn yếu. Bà đau buồn trước sự ra đi của Thẩm Thúy Hằng, người bạn chia ngọt sẻ bùi, trải qua hàng chục năm gắn bó. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh là thành viên ban tổ chức lễ tang. Bà thắp nén nhang để tiễn biệt minh tinh lẫy lừng của nền điện ảnh Việt Nam. Các con, cháu và người thân tề tự đông đủ trong lễ tang của diễn viên Thẩm Thúy Hằng. Đại diện gia đình cho biết lễ tang tổ chức trong hai ngày 10 và 11 tháng 9. Sau đó, lễ ri quan diễn ra vào sáng 12 tháng 9. Nhiều nghệ sĩ và đại diện các đoàn thể đã đến tiễn biệt minh tinh nổi tiếng một thời. Trong ảnh là bà Võ Thị Dung, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đi cạnh Kim Cương. Diễn viên Nguyễn Xanh chia sẻ với dinh nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng là đàn chị của ông trong nghệ thuật. Chị Hằng là một tượng đài trong lòng tôi và nhiều diễn viên khác. Chị diễn xuất thần bản năng và không qua trường lớp đào tạo nào, ông nói. Nghệ sĩ Hạnh Thúy Thành Kính trước linh cữu của diễn viên Thẩm Thúy Hằng. Nhiều năm qua, minh tinh người đẹp Bình Dương sống lặng lẽ, kín tiếng. Bà chủ yếu làm từ thiện và chuyên tâm tu tập. Khi bà qua đời, nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt Nam tiếc thương. Hữu Châu, Hồng Ánh chia sẻ minh tinh Thẩm Thúy Hằng mất đúng vào ngày sổ tổ nghề sân khấu 12 tháng 8 âm lịch để lại khoảng trống lớn trong lòng người thân, khán giả. Tổ nghề sân khấu đã giúp cô về trong hôm nay. Tôi từng được cô thương và dạy dỗ nhiều, đó là những ký ức mãi mãi đẹp trong tim. Kính tiên cô, nghệ sĩ Hữu Châu bày tỏ. Thẩm Thúy Hằng sinh tại Hải Phòng nhưng sau đó bà chuyển vào An Giang sinh sống. Bà được xem là nữ ngôi sao, minh tinh của điện ảnh Việt Nam giai đoạn 1950 đến 1970. Tên tuổi của bà không chỉ nổi tiếng tại Việt Nam mà còn được biết tới tại nhiều nước châu Á. Ngay từ khi còn là học sinh, Thẩm Thúy Hằng với tên thật là Nguyễn Kim Phụng đã nức tiếng là nhan sắc hoa khôi. Vẻ đẹp trời phú này là cơ duyên đưa Thẩm Thúy Hằng đến với điện ảnh năm 16 tuổi khi vượt qua 2.000 thí sinh để giành giải nhất cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh của hãng phim Mỹ Vân. Sau khi được đi học lớp diễn xuất ngắn hạn ở Hồng Kông, trở về nước, Thẩm Thúy Hằng lập tức trở thành ngôi sao sáng ngay từ bộ phim đầu tay Người đẹp Bình Dương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.